tự giới thiệu, con tên là Phạm Hồng Minh, nhóm của chúng con tên là Thiên Thần, gồm các thành viên. Con tên là Lê Quang Lâm. Con tên là Nguyễn Đồng Minh Đức. Con tên là Đăng Nhân Việt Bách. Con tên là Lạc Nhật Anh. Con tên là Lê Hiếu Minh. Con tên là Phạm Đình Minh Nghĩa. Con tên là Ngô Nam Khải. Và sau đây, chúng con xin biểu diễn bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Câu chuyện có tên là I Like Me, Tôi Yêu Tôi. Tôi yêu tôi. I Like Me. Tôi có một người bạn thân nhất. Người bạn đó chính là tôi. Have a best friend. That best friend is me. Tôi là rất nhiều điều vui thích với chính tôi. Tôi vẽ những bức tranh đẹp. I do fun things with me. I do beautiful pictures. Tôi thích tự chăm sóc bản thân. Tôi đánh răng. I like to take care of me as I brush my teeth. Tôi giữ cơ thể sạch sẽ. Tôi ăn những thức ăn bổ dưỡng. I keep clean and I eat good food. Tôi đọc sách hay cho mình nghe. I read good book with me. Khi ngủ dậy vào mỗi buổi sáng, tôi soi gương và nói xin chào mình thật dễ thương. When I get up in the morning, I say hi, good looking. Khi tôi buồn, tôi tự làm mình vui lên. When I feel bad, I cheer myself up. Khi tôi ngã, tôi tự đứng dậy. When I fell down, I pick myself up. Khi tôi làm sai, tôi cố gắng và cố gắng làm lại. When I make mistake, I try and try again. Dù cho tôi ở đâu, hay tôi làm gì, no matter where I go or what I do, tôi vẫn luôn là chính tôi và tôi thích điều đó. I will always be me and I like that. Con yêu mẹ ạ. Vâng, thưa các bậc phụ huynh, mới ngày nào mà các con đang làm quen với chữ cái thì bây giờ các con đã có thể tự tin đọc được những dòng chữ và đánh vần được cả tiếng Anh và tiếng Việt. Các bậc phụ huynh thấy các con chúng ta có giỏi không ạ?